Có bao giờ mà vợ nói thôi em bỏ cái nghề gấu kiếm này đi, anh đi về làm ăn với em? Không, vợ cháu luôn luôn là ủng hộ cái việc công việc của mình. Và vợ cháu biết rằng là cái đam mê thực sự của cháu là cái gì. Không phải là kinh doanh, mà chính là đam mê là được cháy hết mình trên cái sàn đấu. Chồng đi đấu kiếm, dạ. Vợ ở nhà kinh doanh. Vâng. Cũng hợp lý à. Vợ cháu có kinh doanh gì không? Vợ cháu nói chung là chỉ hỗ trợ cho các công việc mà các viện, các công ty ở trước đó lập ra. Vợ cháu có một công ty làm về cho thuê máy, cho thuê tự động. Thì từ giữa mà thật sự trước lúc vào giải từ 2019 cho đến giải này, tức là trước mấy tháng là cháu bỏ lại hết, không làm gì nữa, bởi vì lúc ấy nó quá là áp lực. Và lúc ấy vợ cháu sẽ thay cháu làm tất cả mọi cái việc đấy. Bao giờ vợ cũng áp lực cái việc ở trong ngoài hai cháu mâu thuẫn với nhau không? Không, vợ cháu một cái là sau khi mà giải kết thúc, vợ chồng nói chuyện lại với nhau thì cháu mới thấy được là ôn lúc đấy anh như thế à, thì mình rất dễ nổi cáu. Nên lúc mà nói chuyện với vợ xong rồi mà thôi bây giờ bù đắp rồi thì nhà xin lỗi. Sao giải mới nói được cái đó đúng không? Chứ lúc vợ cháu cũng không nói với cháu ngay lúc đấy, thì mình lúc mà nếu mà ngay nói lúc đấy nó sẽ rất dễ là khó nói chuyện được với nhau. Đấy chính là cái mà cháu cũng cùng nhất vợ. Nhưng mà cháu cũng giỏi và cũng may mắn, cũng đạt được cái thành tích lần trước là lớn, nên đó cũng là một cái động lực, một cái tự hào của gia đình của cháu, nên hình như các mâu thuẫn nó trôi qua hết. Chứ nếu như thi đấu mà không được giải không có thi, cái ngày nào sắp cái kiếm giờ thấy ông cái kiếm mà thấy mệt rồi đó. Vợ nhớ bắt đầu mình bắn súng rồi, tôi sợ đó.